tham vọng quyền lực của Tô Đại và nghi án rút ống thở đẩy Tổng Trọng ra đi sớm. Việc Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư là điều gần như chắc chắn đến 99%. Tuy nhiên, Chủ tịch Tô Lâm bị đánh giá là không đủ phẩm chất đạo đức để trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi điều đó sẽ dẫn đến sự lạm quyền. Tô Lâm có thể hành xử tùy tiện, bất chấp luật pháp và quy định của điều lệ của Đảng. Có ý kiến cho rằng không nên để ông Tô Lâm nắm tới 2 trên tổng số 4 vị trí của tứ trụ hiện nay. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Đó cũng là lý do vì sao đa số lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương dường như họ không muốn và không ủng hộ Tô Lâm. Một nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de được biết, ông Tô Lâm đang đẩy mạnh việc hưng yên hóa Bộ Công an. Mới nhất, Bộ trưởng Lương Tam Quang dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã bàn giao và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra cho Trung tướng Phạm Thế Tùng, là một đồng hương hưng yên. Cùng lúc, Đảng ủy Công an Trung ương ra nghị về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Tô Long, con trai Tô Lâm, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ông Tô Lâm và Bộ Công an đang nỗ lực bằng mọi giá loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính ra khỏi đường đua và cái ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Nguồn tin nội bộ còn tiết lộ khả năng thủ tiêu Thủ tướng Chính cũng được tính đến. Những điều vừa kể trên cho thấy Tô Lâm đang điên cuồng và mù quáng tham vọng quyền lực vô độ như Tổng Trọng vậy. Có ý kiến cho rằng Tổng Trọng chơi dao đã đứt tay bởi con dao mang tên là Tô Lâm. Thậm chí có nhiều ý kiến nghi vấn việc qua đời của Tổng Trọng đã có rất nhiều điều bất thường. Có thể có bàn tay can thiệp của ông Tô Lâm. Chiều ngày 20 tháng 7, Tổng Trọng xuất hiện trước ống kính của truyền thông với bộ dạng sức khỏe kém, nhưng không đến mức phải thập tử nhất sinh. Ông Trọng lúc đó vẫn đủ minh mẫn để có thể ngồi tiếp quốc khách. Trước đó, sau hội nghị Trung ương 9 vào ngày 12 tháng 6, Tổng Trọng vẫn chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt về tình hình kết quả công việc tháng 4 và tháng 5 và nhiệm vụ thời gian tới. Theo giới quan sát, những hình ảnh từ truyền thông cho thấy ông Trọng trông khỏe mạnh, ngồi giữa Chủ tịch Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, đối diện là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Vào ngày 4 tháng 7, tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, dù không tham dự nhưng Tổng Trọng vẫn gửi thư đến hội nghị và yêu cầu Bộ Công an khắc phục triệt để tình trạng lọt lộ bí mật nhà nước. Không hiểu tại sao, trong một thời gian rất ngắn, ông Trọng đã hôn mê qua đời vào sáng ngày 18 tháng 7. Truyền thông nhà nước lại cho biết ông qua đời vào ngày 19 tháng 7. Rõ ràng, việc Bộ Chính trị ra thông báo về việc ông Tô Lâm được chỉ định làm người tạm quyền thay thế Tổng Trọng là một điều cực kỳ vô lý, khi Tổng Trọng vẫn chưa chính thức tắt thở. Phải chăng ông Tô Lâm và phe cánh đã quá nóng vội nên tự ý thông báo nhân sự thay thế? Có ý kiến phỏng đoán, trước các diễn biến bất lợi cho Tổng Trọng trong bồi bối Chiputra tại Hà Nội, Tô Lâm biết rằng sớm muộn Tổng Trọng cũng qua đời. Đây cũng là cách mà Tô Chủ tịch ngăn chặn từ xa việc Tổng Trọng phục hồi sức khỏe lại ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đây cũng là chiêu nhất tiễn hạ song điều. Tô Lâm và phe cánh đạt được nhiều mục đích. Nếu thực sự có sự việc một lãnh đạo cấp cao dám rút ống thở để tiễn đưa vua cũng như nghi vấn vừa nêu trên, thì đây là lời cảnh báo gửi đến ban lãnh đạo Việt Nam cũng như công luận. Nó cho thấy Tô Lâm sẽ trở thành một lãnh đạo độc tài, cực kỳ nguy hiểm với tương lai của chính trị Việt Nam và nhân dân đang ở đây. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Tham vọng quyền lực của Tô Lâm và nghi án rút ống thở để Tổng Trọng ra đi sớm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Hôm qua, Thời báo.de. 7 phút họa vô đơn chí khi cha đẻ vừa qua đời lại rộ tin sắp bị khởi tố bắt giam. Người xưa có câu họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, nghĩa là tai họa không chỉ đến một lần và phước lành không lặp lại hai lượt. Cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
đang ở trong tình cảnh như vậy. Hiện nay, mạng xã hội loan truyền thông tin cụ thân sinh của ông Nguyễn Xuân Phúc vừa qua đời tại quê nhà Quảng Nam. Theo Facebook Thanh Tú thì viết, thân phụ của Bảy Phúc qua đời mà không một tờ báo nào đăng tin. Thôi thì em chia buồn với ý đồ của em vậy. Tình đồng chí gì mà nó bạc hơn vôi. Cha của Nguyễn Xuân Phúc là cụ Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1917, quê ở Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Gia đình ông Phúc có lý lịch đỏ rực, tứ thân phụ mẫu đều là cán bộ lão thành cách mạng. Cha ông Phúc có huy hiệu 75 năm tuổi đảng, mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh ruột là anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Phúc từng trải qua các chức vụ như Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân. Vậy mà ông Phúc vẫn bị các đồng chí trong đảng đá văng cho khỏi ghế tứ trụ khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực. Một nguồn tin nội bộ cho hay các thế lực chính trị trong đảng hiện nay đang chuẩn bị phương án khởi tố bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc nhưng không cho biết lý do. Được biết, chiều ngày 17 tháng 1 năm 2023 khi đó, tại hội nghị trung ương bất thường đã thống nhất cho ông Phúc thôi tất cả các chức vụ trong đảng, nhà nước cũng như quốc hội. Có vẻ đó chỉ là sự khởi đầu của một loại đòn trừng phạt nặng hơn từ các đối thủ của ông Phúc. Tổng Trọng và phe cánh từ lâu vẫn nỗ lực diệt trừ hậu họa, trong đó hệ thống chính trị ở Quảng Nam của ông Phúc được xem là mối đe dọa tiềm ẩn. Đây là một vấn đề liên quan đến kế hoạch truy cùng diệt tận đối với ông Phúc và phe cánh của ông Tổng Trọng. Dù rằng ông Phúc từng có mối quan hệ nồng ấm với ông Trọng, tại đại hội lần thứ 13, ông Phúc đã được Tổng Trọng chọn làm nhân sự đặc biệt để cùng ông tái cử đảm nhận vai trò chủ tịch nước. Nhưng sau đó Tổng Trọng đã thẳng tay loại bỏ ông Phúc không thương tiếc, bởi trước đại hội 13, ông Phúc và phe cánh đã cản phá quyết liệt ý định của ông Trọng muốn đưa thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lên kế nhiệm Tổng Bí thư. Kết quả ông Vượng thì phải nghỉ hưu và cũng là cái cớ để Tổng Trọng ở lại nhiệm kỳ thứ 3, trái với quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới thạo tin đánh giá, ông Phúc là một chính khách khôn ngoan và láu cá, đặc biệt trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị để gây chủ thuốc oán với các đồng chí trong đảng. Nhất là có mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng giữa ông Phúc và các phe nhóm an ninh tình báo trong Bộ Công an, mà Tô Lâm đóng một vai trò chính. Chẳng hạn như vụ án Đại tá Nguyễn Duy Linh, cục phó Cục Tình báo Bộ Công an, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Vào năm 2019, ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, sờ gáy Đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng Hưởng, là một bố già khét tiếng. Hồ Hữu Hòa là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hồ Hữu Hòa vốn là thầy phong thủy, nên thân quen với rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các tướng lĩnh trong ngành công an. Đại tá Nguyễn Duy Linh đã nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, với số tiền nhiều triệu đô la. Nhưng nhờ Bộ trưởng Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ có 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thạo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù nhưng cũng chỉ như nằm viện nghỉ dưỡng mà thôi. Quan trọng hơn, Đại tá Linh đã đánh mất suất ủy viên Trung ương Đảng kiêm Thứ trưởng Bộ Công an mà Tô Lâm đã kế hoạch cho ông ta tại đại hội 14. Được biết, do nhục nhã và cay cú, tướng Hưởng thề sẽ bắt bằng được ông Phúc và có lẽ đã đến lúc ông Phúc phải trả giá. Trong thể chế chính trị độc tài như nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay, việc điều hành không dựa vào hiến pháp và pháp luật. Khi sức mạnh từ kẻ sinh ra từ nòng súng, thì việc đấu đá tranh giành quyền lực luôn tàn khốc và đẫm máu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Bảy Phúc họa vô đơn chí khi cha đẻ vừa qua đời lại rộ tin sắp bị khởi tố bắt giam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.